hai anh em tới ghé bên nhà mình chơi tham quan. Đó kìa, tới rồi kìa. Ủa. Ồ, hello anh Minh. Đem gì vậy, đem cái gì vậy? À, bữa nay em đem gửi tặng anh con cá sấu anh nuôi chơi. Ồ. Đó. Hả? Ồ, vô, vô em. Hai anh em đây là Phát, còn đây là em Duy. Đó, hai anh em chơi chung với nhau lâu rồi. Thì hôm nay có đem con cá sấu đó qua gửi cho mình ha, để có gì quay cho các bạn xem. Đó, ok, anh em vô nhà đi rồi có gì mình ngồi nói chuyện. Rồi, ok anh. Giờ anh có cái thùng nè, giờ mình bỏ nó ra đi ha. Dạ rồi, ok. Bỏ nó ra đi rồi có gì mình chơi. Thì bây giờ mình đổ con cá sấu ra ngoài cái thùng này ra các bạn ha, cho nó rộng hơn chút xíu để cái gì mình dễ quay. Thì Phát, con này là cá sấu này giống gì á Phát? Dạ con này là con cá sấu sim, mod là của nó là hypo à. Màu nó sáng hơn mấy cái con cá sấu mình thấy bình thường ở ngoài cái nhiều. Cái màu nó hơi sậm. Dạ đúng rồi, ở ngoài thì màu nó đen nó tối, còn con này thì màu nó khá là sáng, nhìn nó bắt mắt hơn mấy con ở ngoài nhiều. Như vậy cái con này nó hay ăn cái gì em ha? Dạ nó thức ăn của nó là cá thịt mình cắt nhỏ rồi này kia các thứ á. Nói chung là vừa miệng là nó quất hết à. Wow. Sao dữ vậy? Nó khá là dữ tại vì con này nó size nó cũng là hơi lớn rồi đó. Mình cũng ít có tương tác với nó nên nó khá là dữ. Anh nghe nói là nếu mà cá sấu mà mình nuôi mà ví dụ như mình nuôi với người á, dạ, tiếp xúc với nó nhiều thì nó sẽ lành tính bớt. Dạ đúng rồi, nó sẽ lành tính. Như ở nhà em lúc nãy em bắt nó lên thì bình thường, tại vì em đem qua đây á cái là... nó bị stress nên là bất cứ nó phản ứng với bất cứ cái gì. Wow. Dạ. Mà cái răng của nó vậy mà cho nó cắn cũng đau à? Dạ cắn cũng phê lắm anh. Phê à? Dạ. Mà em cho nó ăn gì chưa? Em hôm bữa giờ em cũng cho nó ăn cá chép rồi đó. Mà sao bữa nay nó anh hỏi thăm nó xíu mà nó chào anh. Dạ. Con cá sấu này kích thước nó là khoảng nhiêu xăng vậy? Dạ con này hiện tại nó khoảng 4x anh. 4x. 4x là 40 mấy cm á, cũng tại khó đo chính xác được á nên mình khi chỉ nhắm chừng. Khi mà nó mới đẻ là nó khoảng bao nhiêu xăng ta? À, khoảng 2x anh. Nó tùy theo em luôn, nó được mấy tháng rồi đúng không? Dạ đúng rồi, khoảng con này khoảng 3 tới 4 tháng rồi đó anh. 3 4 tháng lên được 4x. Dạ đúng rồi, nó màu lớn lắm. Một cái con cá sấu như vậy thì tuổi thọ của nó được khoảng bao nhiêu em? À, tùy theo nó cũng khó có thể mà biết chính xác được tuổi thọ của nó. Nếu mà ở môi trường bên ngoài có thể tới 20 mấy năm, 30 mấy năm. Còn môi trường nuôi nhốt thì tùy theo cái cách mà mình chăm sóc nó nữa. Thì nếu mà bây giờ anh mà nuôi nó đó thì bây giờ cái môi trường mà bây giờ anh sẽ làm cái chuẩn bị như cái gì để anh có thể anh nuôi nó được? Dạ nếu mà anh nuôi môi trường trong nhà thì anh có thể là bỏ nó vô một cái hồ kiến rộng càng tốt, nó sẽ đỡ bị stress và nó sẽ dạng người hơn, nó săn bắt mình nhìn nó thú vị hơn. Anh cần cho nó một cái bệ để nó có thể là leo lên để nó thoát khỏi mặt nước á. À như là nó ngồi lên như dạ đúng rồi. Dạ dạ đúng rồi, nó bò lên bờ á. Phơi nắng này kia. Dạ đúng rồi, đúng rồi, mình có thể trang bị cho nó một cái đèn UV dành cho rùa. À để nó phơi nắng cũng đèn ok. Vàng, dạ đúng rồi, đèn sưởi á. Như vậy nuôi con này á, anh nghĩ là quan trọng là mình chỉ cần chuẩn bị cái hồ, cái diện tích tốt cho nó. Dạ đúng rồi. Còn ăn uống này kia thì nó dễ mà, nó ăn. Dạ nó ăn cực kỳ dễ luôn á anh, cho bất cứ cái gì cũng ăn hết đó. Cái con này á, cái bây giờ anh mới thật sự nhìn thấy một con cá sấu mà tận mắt ở ngoài đời mà gần vậy nha. Dạ. Đâu có nhìn cái nào gần vậy đâu. Nhìn nó cũng có nét đẹp riêng của nó chứ. Ừ. Dạ nhìn nó cũng thú vị. Cái giống này là cá sấu này là nó là tiền sử luôn rồi tới giờ. Dạ đúng rồi. Thành ra nó mang cái nét đẹp cổ đại. Dạ. Cái con mấy con của sừng nhà anh nuôi là nó cũng là cổ đại. Dạ. Thành ra nó cũng giống 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 đó.
nó kêu rồi các bạn. Nó đây là trạng thái nó đang căng thẳng nên nó kêu để nó đe dọa, nó tự muốn tự vệ. Giống như kiểu là có một cái gì đó tác động vào bên. Dạ ngoài. Đúng rồi, dạ. Tại nãy giờ cái lưng của nó hơi khô quá, thành ra là em mình mới cho nó chế miếng nước lên cho nó ướt ướt. Ướt cái lưng. À, quay rất là gần luôn các bạn ha. Mình chỉ cần thò cái tay ra là nó vọt cái tay mình được liền luôn á. Giờ em mình cho nó ăn thử đó các bạn ha. Cho nó ăn thử xong mình ăn. Có thể là bây giờ nó đang hơi stress á, nên nó chưa có thể nào ăn liền được đâu. Với lại ở nhà em cũng đã cho nó ăn một ít rồi. Tụi này nó rất là háo ăn, mình cứ để thức ăn trong đó là nó tự ăn à. Đó, như vậy là nó đang nó đang tự vệ thôi. Đó. Đó, nó gặm lại vậy là nó cắn xong nó bỏ à. Chừng nào mà lúc mà nó săn mồi á, nó sẽ cắn xong nó xoay. Nó chủ động. Dạ đúng rồi, nó chủ động săn mồi, cắn xong nó sẽ xoay, nó xé ra. Nó đang khó chịu. Dạ. Bây giờ nó chưa chịu ăn rồi. Có khác cho nó coi nó ăn không á các bạn ha. Chắc nó không ăn đâu. Nó không đói rồi. Dạ. Chắc nó không ăn đâu. Dạ, bụng nó đang to chà bá luôn nên nó chưa muốn ăn. Cái con này nó ăn nó cũng tiêu cũng lâu quá ha. Dạ cũng khá là lâu á, tùy theo là nhiệt độ môi trường đó anh. Nếu mà nhiệt độ cao thì nó tiêu hóa khá là nhanh. Còn nếu mà nhiệt độ thấp á thì nó cứ nằm im vậy á, từ từ nó mới tiêu hóa được. Mình dẹo nó chút xíu, mình đụng cái đuôi lại kìa lên sao các bạn ha. Giờ mình sẽ đụng cái đuôi nó thử nè. Cho nó giữ luôn. Đe dọa. Đe dọa đó. Con này cho anh sao anh dám nuôi phải ơi. em nghĩ anh thích nuôi mấy con khủng long cửu sừng gì đó. Em nghĩ anh cũng thích nuôi con này. Cái con cửu sừng á, nó họ hàng mà họ hàng xa với con này lắm. Dạ. Con này nuôi chắc hả? Chắc nữa bà xã la chết. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ở nhà không có chỗ để nuôi. Dạ. Nhìn nó thì thích rồi đó, nhưng mà giờ nuôi nó thì thứ nhất là mình phải chuẩn bị cho nó một cái môi trường tốt. Dạ. Cái thứ hai nữa là đồ ăn thức uống này kia mỗi ngày mình đều phải chăm chút nó, mà giờ anh đi làm thì bận bịu quá. Dạ. Không thời gian chăm nó thì rất là tội. Dạ. Mà không lẽ giờ cho anh rồi anh nuôi thời gian không chăm, cái giờ anh thả ra ngoài cũng không được. Không thể nào mà thả mấy con này ra ngoài tự nhiên được đó. Thứ nhất mình đừng khoan nó đến cái luật pháp, mà thả mấy con này ra ngoài tự nhiên là ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hại người ta. Mình không có thả ra ngoài tự nhiên được. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ cảm ơn Phát đã đem cái con này qua biếu anh cảm ơn em, nhưng mà chắc gửi lại. Tại vì giờ dạ, không, okay, không trong thành phố mà mình không có cái tự nhiên mà mình giữ nó được đó. Giờ ghẹo nó hoài, nó hầm hực rồi. Rồi chào, bữa nay cũng là một cái trải nghiệm thú vị mà mình trực tiếp gần nhất đến với con cá sấu như thế này, mà trước giờ mình chỉ thấy qua tivi hoặc là mình đi sở thú mình thấy qua hàng rào thôi, không có gần như vậy được ha. Rồi vậy là cái clip của mình bữa nay nó đến đây là hết. Như vậy là clip mình đến đây kết thúc đó, thì chỉ ngắn gọn vậy thôi. Rồi bây giờ mình với lại mấy anh em sẽ đi ra ngoài cà phê chút xíu. Bye bye các bạn nha. 'Cause I got...